Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho shop em xin gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên mọi miền của Tổ quốc nhá. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác một cái mẫu bơm tay, đó là mẫu bơm tay Seasonsin. Thì các bác nào chưa có bơm tay hoặc là các bác muốn tham khảo mẫu bơm tay cao cấp thì các bác hãy cố gắng theo dõi hết video để lựa chọn cho mình một trong sản phẩm bên em nhé. Thì cũng không để các bác chờ lâu nữa, thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay Seasonsin và em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính nhé. Đầu tiên khi các bác mua cây bơm tay Seasonsin thì là phụ kiện đi kèm, em sẽ giới thiệu ở phần phụ kiện trước các bác nhé. Đấy, phụ kiện đi kèm là một cái túi bông lọc này. Cái bông lọc này để các bác nó chống cái hơi nước vào bình của mình. Thì là các bác bơm lâu thì là các bác bơm ít thì là tầm độ nửa tháng hoặc là một tháng mình có thể thay cái bông lọc này ở trong này giúp em để nó hạn chế hơi nước vào bình của mình một cách tối đa nhất các bác nhá. Và đi kèm là một cái lọ dầu. Đây là lọ dầu siêu to khổng lồ để khi các bác bơm thì là mình tra vào thân bơm nó sẽ là tỏa nhiệt cực kỳ nhanh và bơm cực kỳ hiệu quả các bác nhá. Và một cà lê đa năng này. Đấy, cà lê đa năng để các bác thay thế sửa chữa chế cháo luôn. Đi kèm là một cái túi là trong này là có cái ốc các bác nhá, ốc xoáy, ốc bơm, một cái đầu van bơm xe đạp xe máy này, một cái ốc để các bác test bơm và giòn sim các bác nhá. Đấy, và một cái, có một cái vòi để các bác có thể bơm bóng. Và đi kèm là một cái túi giòn sim của Seasonsin, thì cái túi giòn sim rất chi là nhiều, các bác thay thế sửa chữa làm được tầm 3 4 lần các bác nhá. Và một cái đầu bơm xe đạp xe máy ô tô xe tăng xe lửa các bác nhá. Đấy là những phụ kiện khi các bác mua bơm Seasonsin sẽ nhận được những phụ kiện như này các bác nhá. Thì đây em sẽ đi giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay Seasonsin. Cái này thì là bầu, thì bầu siêu to khổng lồ các bác nhá. Bầu này được đúc bằng nhôm nguyên khối. Đấy, van xả siêu to rồi. Đồng hồ 40mPa các bác nhá. Đây dây bơm đầu lọc thì siêu to khổng lồ các bác nhá. Đầu lọc siêu to khổng lồ. Mẫu này thân bơm là Elox 304 sáng bóng và xịn sò các bác nhá. Tay cầm thì chống trơn chống trượt. Và để các bác nhận biết là hàng loại 1 và hàng loại 2 của bơm Seasonsin thì các bác nhìn cái chữ thương hiệu Seasonsin hàng loại 1 thì sẽ có chữ khắc chìm ở đây các bác nhá. Đây sẽ có chữ khắc chìm Seasonsin hàng loại 1, hàng chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, tiền nào của ấy, giá thành luôn luôn đi đôi chất lượng rồi các bác ạ. Đây, mẫu bơm Seasonsin này thì các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân rất chi là nhanh và nhẹ các bác nhá. Mẫu bơm này thì là các bác dùng 4 5 năm bền bỉ theo thời gian. Đấy. Xứng đáng cái đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra các bác mua nhá. Thì cái mẫu bơm tay Seasonsin này bên em mới nhập về số lượng rất chi là lớn để về phục vụ các bác. Giá nó hạ nhiệt rất chi là nhiều rồi. Giá bơm tay Seasonsin tại thời điểm hiện tại thì shop đang bán với giá là 1.850.000 đồng. Đã tiền bao ship tận nhà các bác nhá. Tất cả các bác mua hàng bên em, các bác sẽ được kiểm tra hàng đúng hàng, các bác đặt trên video các bác sẽ thanh toán tiền nhá. Đấy, một cái mẫu bơm tay Seasonsin này là mẫu bơm tay cao cấp các bác nhá. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm tay này thì liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm tay Seasonsin giá cả hợp lý nhất thị trường hiện nay nhá. Ngoài những chiếc bơm tay Seasonsin thì những mẫu bơm tay giá rẻ, giá tầm trung thì bên em còn rất chi là nhiều nhá. Thì các bác đang quan tâm mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em để bên tư vấn bán cho các bác những chiếc bơm tay giá cả hợp lý nhất thị trường nhá. Còn một video em làm rất chi là ngắn thôi. Thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.